nè, bao gồm là màu màu nâu đậm, bò nhạt màu đen nè. Mẫu này thì nam nữ đều xài được. Một ngăn chính để đựng tài liệu, đựng sách vở nè. Mẫu này mình cũng đựng giùm em laptop là từ 14 inch trở xuống. Ngăn chính thứ hai thì ngăn này bên em có thiết kế một cái miếng dây da để mà gài lại. Thì anh chị mình khi mà bỏ laptop 14 inch vào trong cái ngăn này, sau đó mình gài lại cho em nha, thì nó sẽ cố định cái laptop của mấy anh chị chỉ nằm trong khu vực này thôi. Để có thêm là 3 ngăn phụ, một ngăn có dây kéo và hai ngăn dưới sẽ không có dây kéo cho mình nha. Rồi, bên em có thiết kế mẫu này là có ngăn trước và ngăn sau luôn. Thì ngăn trước sau này anh chị mình bỏ thêm cục sạc, bỏ thêm chuột không dây hay là những cái vật dụng cần thiết cho công việc của mình như là sổ tay, bút viết. Chiều ngang của mẫu mà em đang mang thì sẽ là 36cm nè, chiều cao là 27.5 và cái bề dày của nó sẽ là 6.5cm khi mà bỏ đồ vào hết nha mấy chị. Rồi, dây này tháo rời cho em được luôn.